Mời các bạn cùng nghe chuyện Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc của tác giả Tô Hương Lan Sắc, chương 159. Được rồi, lần này họ khẳng định đã học được một bài học, chúng ta mau thu dọn đồ dùng về nhà đi. Thấy bà mẹ đã nói chuyện xong, cô gái bé nhỏ mới bước lại gần, quan tâm nhẹ nhàng thổi vào đôi tay băng bó của người cha, sau đó đem đồ nướng BBQ mình cố tình giữ lại đưa cho bọn họ. Chị gái kia nướng đồ ăn rất ngon ạ, vừa rồi có rất nhiều người tranh cướp để mua được đồ chị ấy nướng đó cha. Vừa mới trở về, ông chủ quán nướng ngửi mùi hương còn dư lại trong quầy liền biết tay nghề của cô gái kia khẳng định không thể xem thường. Lúc này, thấy con gái hiếu thảo còn cố ý để lại phần đồ ăn cho mình, ông nếm thử một ngụm, đột nhiên thấy hổ thẹn trong lòng. Thẹn vì mình buôn bán bao nhiêu năm mà không bằng một cô gái nhỏ. Đồ nướng đựng trong cái chén dùng một lần có chút ấm ấm, nhưng ăn lên vẫn ngon như thường. Bất luận là độ lửa hay gia vị đều vừa đủ vừa đúng. Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm đồ nướng BBQ, vẫn là lần đầu mới thưởng thức được hương vị vừa đậm đà vừa khác biệt như vậy. Đúng là rất ngon nha, chắc không được nguyên liệu đều đã bán hết cả. Nghĩ đến số đồ ăn đã được bán sạch, cũng kiếm được chút tiền, tâm tình bà chủ quán nướng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Tâm niệm vừa động, nhìn về phía chồng nói: "Chồng ơi, anh nói xem, ngày mai cô ấy còn quay lại đây hỗ trợ tiếp hay không?" "Người ta còn quầy hàng của mình, ngày mai ban ngày tôi sẽ luyện đồ nướng bằng một tay. Bà lại ở bên cạnh giúp đỡ một chút, buổi tối buôn bán sẽ không thành vấn đề. Dù ngày mai người ta muốn tới hỗ trợ, chúng ta cũng không thể lại chiếm tiện nghi." Biết tính cách ông chồng nhà mình, bà gật đầu nói: "Em biết rồi mà, em cũng thuận miệng hỏi vậy thôi." Một nhà ba người thu thập đồ vật, bên kia Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm đã sắp rời khỏi quảng trường. "Chúng ta không đi dạo sao?" Tư Cảnh Lâm hỏi cô. Nguyễn Miên Man bốc một viên hạt dẻ, một bên chuyên tâm lột vỏ, một bên nói: "Mọi người đều chuẩn bị thu quán hết rồi anh ạ, không còn gì dạo nữa. Dù sao lễ hội cũng còn mấy ngày nữa, chúng ta cứ từ từ rồi sẽ thử hết tất cả đồ ăn ở đây." "Vậy chúng ta về nhà thôi." Hai người nói xong, một lúc sau liền ngồi lên xe rời đi. "Có mệt lắm không? Hay là em dựa vào anh nghỉ ngơi một lúc?" Ngồi vào xe, Tư Cảnh Lâm nắm tay cô nhẹ nhàng xoa bóp. Vội vàng từ chiều đến bây giờ, lúc này Nguyễn Miên Man thật đúng là có chút mệt. Nhìn thoáng qua phía trước, thấy tài xế chuyên chú lái xe, cô nghiêng đầu chậm rãi dựa vào vai anh. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, vươn một bàn tay nửa ôm lấy cô, đồng thời đem nhiệt độ trong xe tăng lên 2 độ. Theo sự đong đưa nhẹ nhàng, cô đơn thuần dựa vào anh nghỉ ngơi một lúc, đôi mắt cô bất chi bất giác nhắm lại, người cũng dần dần từ bả vai trượt vào trong lồng ngực anh. Tư Cảnh Lâm cúi đầu nhìn cô một cái, cẩn thận mà đem người kéo vào trong lồng ngực của mình. Quảng trường tổ chức lễ hội ẩm thực cách hẻm Hồ Lô không tính gần cũng không quá xa. Chờ tài xế trực tiếp đi vào ngõ nhỏ cũng đã sắp tới 12 giờ. Đường trong ngõ nhỏ không thể so với đường cái bên ngoài. Nguyễn Miên Man lúc này đã cảm giác được sóc này mà tỉnh lại, chỉ là lười biếng không muốn dậy. Cô nhấc nhẹ mí mắt, thẳng đến khi nhìn thấy nhà mình qua cửa sổ xe, lúc này mới chống tay lên, thoát khỏi lồng ngực Tư Cảnh Lâm, ngồi dậy. "Không ngủ nữa sao?" Tư Cảnh Lâm cúi đầu nhìn vẻ mặt cô vẫn còn ngái ngủ, giơ tay yêu thương mà nhẹ vuốt khuôn mặt cô một chút, ngữ khí tự giác hạ thấp. "Vâng." Nguyễn Miên Man lên tiếng. "Em ngủ vậy là đủ rồi, em về đây, anh về cẩn thận." Tư Cảnh Lâm thấy cả người cô đều lộ ra sự lười biếng, không giống những gì cô nói với mình. Anh xuống xe, vòng sang bên mở cửa xe cho cô, duỗi tay vừa đỡ vừa ôm đưa cô ra khỏi xe. Xuống xe, không khí trong nháy mắt liền thay đổi, sự oi bức nóng nóng làm Nguyễn Miên Man có chút thanh tỉnh. Nghe trong cửa vang đến tiếng mèo kêu, cô móc chìa khóa ra chạy nhanh đi mở. "Mèo." Đèn còn chưa bật lên, mèo béo trong tiệm thấy chủ nhân đã về liền cọ bên chân cô nằm nũng. Nguyễn Miên Man cúi đầu vuốt ve quả quýt nhỏ rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh. "Anh Cảnh Lâm, anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, bán hàng cả buổi chắc anh cũng mệt rồi." Tư Cảnh Lâm giơ tay thay cô sửa lại tóc rồi nói: "Anh không mệt, nhưng anh muốn thương lượng việc này cùng em." "Chuyện gì vậy anh?" Nguyễn Miên Man có chút tò mò. "Buổi bán hàng trưa ngày mai hủy bỏ được không?" Tư Cảnh Lâm cảm thấy hôm nay cô đã bận đến tối muộn rồi, nếu giữa trưa mai còn buôn bán trong tiệm, buổi chiều lại đến lễ hội bày quán, làm liên tục như vậy cũng quá mệt mỏi. Đối diện với ánh mắt quan tâm của anh, Nguyễn Miên Man do dự 2 giây liền gật đầu đồng ý. "Bé con à, em thật ngoan." Tư Cảnh Lâm dứt lời, liền cúi đầu đem đôi môi lành lạnh phủ lên đôi môi mềm mại căng mọng của cô. Lúc trước ở quảng trường lễ hội, có rất nhiều lần anh muốn hôn cô, chỉ là thời gian cùng địa điểm đều không thích hợp, chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, nhẫn lại đã lâu,
Nụ hôn ôn nhu không tránh được lộ ra hai phần nóng bỏng. Nguyễn miên man bị anh hôn sâu bởi vì hô hấp không thuận mà chân có chút mềm. Thẳng đến khi lui ra phía sau vài bước dựa vào cửa lớn mới đứng vững lại. Mà người trước mặt lại không vì vậy mà buông cô ra. Ngược lại từng bước ép sát lại gần. Nhẹ nhàng miên man như muốn nuốt trọn sự ngọt ngào dịu dàng nóng bỏng. Trước khi lên xe, Nguyễn miên man ăn chút kẹo đào. Lúc này đây, hơi thở hai người giao nhau mạnh mẽ, gắt gao như muốn hòa làm một. Lại vô tình mà theo chút dư hương của kẹo đào thơm thơm ngọt ngọt quyến rũ. Bất đồng với nụ hôn trầm ổn phân phớt như chuồn chuồn ngứt nước ban đầu, hôm nay Tư Cảnh Lâm đặc biệt mạnh bạo hơn trước, có chút dồn dập lại có chút đắm say. Nguyễn miên man lần đầu nếm trải được dư vị ngọt ngào này, không biết diễn tả như thế nào, chỉ thấy hơi nghiện. Lúc cả người cô như muốn bốc cháy, Tư Cảnh Lâm rốt cuộc cũng buông cô ra, giơ tay vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ có chút nóng bừng, hơi thở dồn dập, khóe môi liền khẽ nhếch. Nguyễn miên man nhìn thấy trên mặt anh lộ ra vẻ mặt tươi cười thỏa mãn, độ ấm trên mặt lại muốn tăng thêm. Ngay sau đó nhịn không được trừng mắt với anh. Đông Đông, em có biết hiện giờ em đáng yêu lắm không? Hè, thật đáng tiếc. Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, nghỉ ngơi cho tốt, anh về đây. Tư Cảnh Lâm trấn an có nét tiếc nuối sờ sờ đầu cô, chờ cô bình phục hô hấp rồi nói. Nguyễn miên man khuôn mặt như muốn nổ tung gật gật cái đầu, từ trong lồng ngực anh chui ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh đem cửa đóng lại. Tư Cảnh Lâm kiểm tra cửa sổ một lần, xác định đều khóa kỹ rồi, lúc này mới lên xe rời đi. Đóng cửa xong, cô không lập tức đi rửa mặt, mà là chạy vội lên lầu, từ cửa sổ nhìn theo bóng xe đi xa rồi mới rửa mặt nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày trời, Nguyễn miên man cũng đã rất mệt, rửa mặt xong nằm trên giường, gắng gượng lên tinh thần đăng một cái thông báo ở trong tiệm ngày mai không buôn bán, buồn di động liền ngủ luôn. Cùng lúc đó, trên mạng, tin tức về lễ hội ẩm thực thành phố A đã có rất nhiều, thậm chí còn lên vài cái hot search. Từ nội dung liên quan, trừ bỏ giới thiệu các quầy hàng có trong lễ hội cùng với các loại mỹ thực, còn có một ít chuyện thú vị xảy ra trong lễ hội ẩm thực. Chuyện phát sinh ở quán nướng nhất phẩm tuy rằng không tính là chuyện thú vị, nhưng tuyệt đối coi như chuyện đáng lan tỏa. Hơn nữa mang theo chút giáo dục an toàn, cho nên sẽ đăng lên kênh truyền thông bản địa. Rất nhiều kênh truyền thông cũng lựa chọn chuyển phát. Cư dân mạng bình luận sôi nổi vì đứa nhỏ kia thầm cảm thấy may mắn. Cũng may đứa nhỏ không xảy ra việc gì, bằng không cả đời đều bị hủy hoại. Đàn ông trông trẻ con quả nhiên còn sống là may. Hắn đêm nay trở về sợ là phải quỳ sầu riêng cũng không hết tội. Trông trẻ con còn chưa di động, thiếu chơi một chút sẽ chết à? Nếu đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện, hắn chính là quỳ than cũng đã muộn. Ông chủ thật là người tốt, tùy tiện ra tay, tương đương với cứu vớt cả một gia đình. Bọn họ nên cảm ơn ông chủ này vì đã liều mạng cứu đứa nhỏ. Cô gái hỗ trợ tiếp nhận quầy hàng cũng rất tuyệt. Tôi cảm thấy nếu không phải có cô ấy, ông chủ còn không muốn đi bệnh viện đâu. Đúng vậy, đều rất tuyệt. Những bài viết mang năng lượng tích cực như này hẳn nên chia sẻ nhiều hơn. Sự chú ý của tôi có chút lệch hướng một chút. Xem mấy đồ ăn kìa, cô gái tiếp nhận quán nướng đồ ăn trông ngon ghê. Không phải một mình bạn, nhìn đến đồ ăn tôi cũng có chút thèm. Ha ha ha, hôm nay tôi vừa lúc ở lễ hội ẩm thực ăn được đồ nướng BBQ bà chủ nhỏ làm. Tôi nói cho mọi người nghe, hương vị quả thực tuyệt, móng heo nướng, thịt dê nướng thơm ngào ngạt, chân gà liến xương cũng hận không thể ăn luôn. Nhìn đến tiêu đề liền biết khẳng định là nói tới chuyện quán nướng nhất phẩm. Hôm nay tôi cũng ở đó, tay nghề của cô gái kia thật sự quá giỏi, tôi cũng chưa ăn đủ. Một ít khách quen của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nhìn đến bài viết trên mạng mới biết được. Bà chủ nhỏ thu quán xong còn gặp việc này, nghĩ đến không được ăn món nướng BBQ cô làm, quả thực ảo não không thôi. Bọn họ nhịn không được chạy đến khu bình luận trong tiệm, kết quả liền nhìn đến thông báo ngày mai không buôn bán. Xem qua bài viết trên mạng, biết đêm nay bà chủ làm việc tốt đã mệt mỏi cả một đêm, bọn họ có thể hiểu được lý do. Nhưng hiểu thì hiểu, nghĩ đến trưa ngày mai không ăn được món ngon của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, trong lòng bọn họ vẫn có điểm thất vọng. Nhưng mà, chờ tiến vào khu bình luận, bọn họ liền muốn khóc. Bởi vì đám người may mắn đến ăn nướng BBQ kia ở khu bình luận đêm khuya phóng độc. HXQ, thời tới cản không kịp, bà chủ nhỏ thu quán xong, tôi lại đi dạo một hồi cũng chuẩn bị về nhà. Nào biết đang đi ngoái đầu nhìn lại một cái, đột nhiên nhìn thấy cô ấy ở một quán nướng, xác định là bà chủ, không nói hai lời liền nhặt một đống nguyên liệu, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. KXL, bà chủ nhỏ giấu cũng quá kín, hôm nay mới biết được, thế nhưng cô ấy còn biết nướng BBQ. Hơn nữa nướng đến ngon như vậy, này tuyệt đối là đồ nướng BBQ ngon nhất tôi được ăn. Hình ảnh, hình ảnh. AXN, à, cảm giác ăn qua đồ nướng BBQ bà chủ làm, về sau rốt cuộc ăn không vô đồ nướng chỗ khác nữa.
Bà chủ ơi, dứt khoát thêm chút món nướng trong tiệm đi mà. Hình ảnh. X6, trước kia tôi không thích ăn đồ nướng BBQ. Hôm nay đột nhiên ăn được món nướng mỹ vị như vậy, quả thực ăn ngon muốn khóc. Hình ảnh. GXS, quá thơm, quá thơm, quá thơm. Bà chủ nhỏ làm đồ nướng BBQ, quả thực thơm chết người. Hy vọng ngày mai còn có cơ hội ăn tiếp. Hình ảnh. Khách hàng không được đến ăn như những hình ảnh móng heo nướng, cánh gà nướng, cánh nướng chảo, bắp nướng, thịt xiên nướng, đậu nướng, thịt bá chỉ nướng. Thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình nhấn chìm. Một trận thảo phạt này, mấy người nguyên bản không đi lễ hội ẩm thực lập tức quyết định ngày mai cũng phải tới lễ hội dạo một vòng. Diễn đàn cấp 3 lớp nọ, khi thi đại học kết thúc, mọi người đều vào đại học. Trong diễn đàn liền không náo nhiệt như trước kia, một hai tuần không ai nói chuyện đều bình thường. Hôm nay buổi tối lại có người nhịn không được phát tin tức ở trong diễn đàn. Bạn học cũ của chúng ta lại lên tin tức, thật lợi hại. Tin tức này lập tức khơi lên hứng thú của không ít người còn chơi di động không ngủ. Ai à, bạn học cũ nào? Là Nguyễn Miên Man đó, tôi cũng nhìn thấy trên tin tức địa phương. Bởi vì có rất nhiều còn không biết là tình huống như thế nào, người đăng tin thuận tiện chia sẻ thêm mấy bài viết liên quan. Chương 160. Cậu ta hiện tại mặc dù có thể kiếm được chút tiền thì cũng chỉ là một con bé học hết cấp 3 mà thôi. Tương lai còn có thể phát triển như chúng ta được sao? Chúng ta sau khi tốt nghiệp xong chỉ cần nỗ lực một chút, vượt qua cậu ta còn không phải là chuyện quá nhẹ nhàng. Hơn nữa, phụ nữ mỗi ngày đứng trước bệ bếp, khói lửa mịt mù, dầu mỡ sẽ rất nhanh già, nhanh xấu. Cậu ta không bằng không cấp, vốn dĩ chỉ có gương mặt kia để vớt vát lại một chút. Vậy mà, hay. Trong diễn đàn nhìn thấy tin nhắn thứ nhất còn có điểm tán đồng, nhưng khi nhìn đến tin nhắn thứ hai lộ ra sự ghen ghét, đại bộ phận mọi người đều không nói gì, nhưng cũng có người đồng ý với ý kiến của cô ta. Vương Lị thấy vậy lại càng thêm hăng hái, đường nước lấn tới, bắt đầu điên cuồng nói xấu Nguyễn Miên Man. Tiền đoán tương lai Nguyễn Miên Man khẳng định sẽ là loại người không ra gì. Hết thảy trên mạng đều không quấy rầy đến người đã sớm tiến vào mộng đẹp. Một đêm ngủ rất ngon, ngày hôm sau vì cô đã đăng bài là hôm nay nghỉ, nên Nguyễn Miên Man lại có thời gian ngủ nướng. Mèo. Bình thường mèo béo tỉnh lại liền ngồi xổm cạnh đầu giường, nhưng hôm nay thấy cô đã tỉnh lại còn lười biếng nằm trên giường không muốn đứng dậy, lại nghiêng đầu hướng về phía cô kêu một tiếng. Mèo. Nguyễn Miên Man giơ tay sờ sờ đầu nó, lúc này mới từ từ ngồi dậy. Mặc xong quần áo đi xuống lầu, Nguyễn Miên Man với tay lấy hộp đồ ăn cho quả quýt nhỏ lót bụng, ngay sau đó đem cửa lớn mở ra. Cửa chính vừa mở, bên ngoài đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Nháy mắt cô liền lên tinh thần, bên môi không tự giác nở một nụ cười xinh đẹp. Buổi sáng tốt lành. Tứ Cảnh Lâm giơ tay xoa nhẹ đầu cô một cái, nhấc chân đi vào trong tiệm. Em dậy lâu chưa? Mau lại đây ăn sáng. Tứ Cảnh Lâm đem hộp giữ ấm trong tay đặt lên bàn, sau đó hỏi. Nguyễn Miên Man nhỏ giọng nói. Vâng, em mới vừa dậy thôi. Ngày hôm qua vất vả như vậy, ngủ thêm một chút cũng tốt. Tứ Cảnh Lâm nói xong để cô đi rửa tay, sau đó ăn bữa sáng. Nguyễn Miên Man rửa xong tay đi ra, nhìn thấy trên bàn có cháo ngũ cốc, sủi cảo hấp, sandwich, sữa bò, trứng gà cùng một phần salad hoa quả. Không khỏi hỏi. Những món này tất cả đều là anh làm sao? Ừm, chỉ có món sandwich là anh tự làm. Tứ Cảnh Lâm lắc đầu nói. Nguyễn Miên Man nghe vậy, ngồi xuống cầm lấy một cái sandwich lên ăn. Sandwich cắt nhỏ bằng lòng bàn tay ăn lên rất tiện, hương vị cũng thực ngon miệng. Nguyễn Miên Man ăn hai miếng mới buông xuống, tiếp nhận sữa bò anh đưa qua, nghiêng đầu uống một mạch đến cửa bình. Tứ Cảnh Lâm thấy cô ăn ngon lành như vậy mà theo chút vui sướng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng sủi cảo thủy tinh cho cô. Anh cũng ăn đi. Thấy anh chỉ lo cho mình, Nguyễn Miên Man nhắc nhở. Hai người ngồi xuống bàn cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong không khí an tĩnh mà ấm áp. Sau khi bữa sáng kết thúc, Nguyễn Miên Man nhìn anh hỏi. Hôm nay anh không cần đi làm sao? Ăn sáng xong anh sẽ đến công ty. Tứ Cảnh Lâm nói. Nghĩa miền màn thế mới biết anh là cố ý tới đưa bữa sáng cho mình. Trong lòng cô cảm thấy anh không cần phải đối xử quá tốt với cô như vậy, nhưng lại có chút ngọt ngào không nói lên lời. Vài giây sau, cô nói. Lần sau anh không cần sang đây cùng em ăn bữa sáng đâu ạ. Sẽ trễ giờ làm của anh đó. Em là bà chủ của một cửa hàng đó, còn sợ không có bữa sáng ăn sao? Anh là chủ của một công ty, sẽ không sợ muộn làm. Cái chính là anh muốn được ăn sáng cùng em. Lời này Tứ Cảnh Lâm vừa nói ra, Nguyễn Miên Man nhất thời không biết nói gì, rũ lông mi xuống. Một lát sau mới hỏi. Vậy bữa trưa thì sao? Anh có tới ăn cơm không ạ? Có chút việc nên buổi chiều anh sẽ qua với em. Tứ Cảnh Lâm hôm nay vẫn chuẩn bị theo cô đến lễ hội ẩm thực.
cho nên trước buổi trưa phải hoàn thành công việc của hôm nay. Nguyễn miên man nghĩ đến trưa hôm nay không buôn bán, như vậy thời gian rảnh vẫn tương đối nhiều, vì thế nói: "Anh bận lắm không? Hay là buổi trưa em qua đưa cơm cho anh nhé?" Ánh mắt Tứ Cảnh Lâm chợt sáng, không cần nghĩ ngợi liền gật đầu nói: "Được." Lại ngồi một lát, Tứ Cảnh Lâm chuẩn bị đến công ty. Trước lúc đi có dặn sẽ cho tài xế tới đón cô. "Không cần, em tự mình kêu taxi đi là được, không cần thiết để tài xế qua lại." "Vậy trước khi đi em nhớ nói một tiếng với anh." Tứ Cảnh Lâm lưu lại những lời này, bóng dáng rất nhanh đã biến mất ở đầu hẻm nhỏ. Nguyễn miên man nhìn theo anh rời đi, lấy ra di động chơi một hồi. Nhìn đến khu bình luận cửa hàng, thế nhưng có không ít khách hàng đăng hình ảnh đồ nướng BBQ tối hôm qua. Nhóm khách hàng bị thèm sôi nổi kêu thêm món nướng BBQ. Cô bật cười lắc đầu. Chờ chú Linh đi vào trong tiệm, Nguyễn miên man cùng chị đi chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Chú Linh thấy cô dùng niêu hầm canh gà, lại bắt đầu xử lý cá, không khỏi hỏi: "Hôm nay là ngày lành gì vậy?" "Không có, chỉ là hôm nay em đã đồng ý đưa cơm trưa cho anh Cảnh Lâm, cho nên làm nhiều một chút ạ." Nguyễn miên man nói xong, đem cá cắt hoa, bắt đầu tẩm bột chuẩn bị chiên. Chú Linh nghe vậy còn có cái gì không rõ, cười nói: "Chị còn chưa chúc mừng hai người." Nguyễn miên man vốn cũng không có ý giấu giếm, thấy chị biết thì hết sức bình thường, nhưng khi nghe lời chị chúc phúc như vậy, vẫn là có điểm không được tự nhiên. Chú Linh vốn cũng không phải người nói nhiều, nhìn ra cô chủ đang ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: "Chị xem bình luận rồi, tối hôm qua em vậy mà lại làm việc tốt, còn giúp hỗ trợ nướng đồ." "Vâng, cũng vì bất đắc dĩ thôi ạ." Nguyễn miên man cùng chị đơn giản hàn huyên vài câu, đem cá chiên xong đặt ở đĩa, dùng cà chua, nước, đường, hương giấm, rượu đã trộn sẵn, cùng hạt thông, đậu Hà Lan cùng tưới lên thân cá. Một phần cá quế chiên xuống sắc hương vị đều đầy đủ đã làm xong. Hơn 11 giờ, chuẩn bị xong cơm trưa, Nguyễn miên man để lại một ít đồ ăn cho chú Linh, cầm theo hộp giữ ấm rời đi. Chú Linh nhìn canh gà trên bàn thanh triệt kim hoàng, tiên hương bốn phía, cá quế chiên xù cảnh đẹp ý vui, thịt sườn kho tàu tương thơm nồng ức, thịt thỏ trần bì sinh tân khai vị, món khai vị có đậu que, củ cải, rau trộn đậu phộng màu sắc tươi sáng, còn có một đĩa như ý cuốn tinh xảo cùng một phần salad hoa quả. Cảm thấy Tư tiên sinh tìm được bạn gái tốt như vậy, thật là có lộc ăn. Nhiều như vậy chị cũng ăn không hết, dứt khoát đóng gói lại, đem cửa hàng khóa lại về nhà chia sẻ cùng bà ngoại, con gái. Tổng công ty tập đoàn Bách Xuyên, Nguyễn miên man ngồi xe đi tới cửa công ty, nhìn đến sảnh công ty khí thế rộng rãi, không khỏi nhớ tới hình ảnh trước xem trong phim truyền hình cùng tiểu thuyết. Cô đi vào cửa chính, đang nghĩ ngợi có thể bị người ngăn lại hay không, nghĩ tới các vấn đề linh tinh lung tung rối loạn, liền nhìn thấy người đàn ông đối diện đang đi đến phía cô. Thấy anh rõ ràng nói bận, lại cố ý xuống lầu đón mình, Nguyễn miên man theo bản năng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lúc trước Tứ Cảnh Lâm ngẫu nhiên có gặp được cảnh bạn gái hoặc vợ của nhân viên tới công ty đưa cơm, anh lúc ấy cũng không có cảm xúc gì, ngược lại còn nấy hoài nghi có phải nhà ăn công ty có vấn đề hay không. Cho đến giờ khắc này, anh mới cảm nhận được có người đưa cơm trưa tình yêu ngọt ngào cùng sung sướng biết nhường nào. Tứ Cảnh Lâm cười một cái, bước tới phía cô, một tay nhận lấy túi cơm trên tay cô, một tay khác không rảnh rỗi cũng nắm lấy tay cô đi vào thang máy dành riêng cho anh. "Công ty anh thật lớn, còn lớn hơn trong TV nữa." Nguyễn miên man một bên đi theo anh, một bên nhẹ giọng nói: "Đây là mới sửa lại từ 2 năm trước, lúc trước cũng không có lớn như vậy." Tứ Cảnh Lâm mang cô đi vào thang máy, ấn tầng cao nhất rồi thuận miệng nói. Theo cửa thang máy đóng lại, cô lễ tân mới vừa rồi nói lời lễ phép mỉm cười trước sảnh, nháy mắt một cái, sau đó ở trong nhóm chat chia sẻ một màn cơm chó vừa nhìn thấy. Nhân viên khác nghe nói có một cô gái xinh đẹp đưa cơm trưa tình yêu cho tổng giám đốc, sếp còn tự mình xuống dưới đón người, đều hoài nghi hôm nay bầu trời đang nắng có phải đã mưa to hay không. Thế nhưng cũng có một số người mơ hồ nghe được chút tin tức, thật ra cũng không quá kinh ngạc như vậy, chỉ là tò mò thân phận nhà gái. Lễ tân tuy rằng nhiều lần đặt cơm hộp của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nhưng cô thật đúng là không biết bà chủ, bởi vậy chỉ có thể nói cho người trong diễn đàn, đối phương là một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Tứ Cảnh Lâm có thang máy chuyên dụng, cho nên mặc kệ nhân viên trong công ty có tò mò, bọn họ cũng không thấy được người đang đi cùng anh. Chỉ có nhân viên ở tầng cao nhất mới có thể trộm ngắm một cái. "Trợ lý Tôn." Nguyễn miên man nhìn thấy trợ lý Tôn, cười cười chào hỏi: "Bà chủ nhỏ, muốn uống chút gì hay không?" Nhìn thấy cô đã đến, trợ lý Tôn xem như hiểu rõ vì sao Tứ Tổng hôm nay đến công ty, mắt thường có thể thấy được tâm tình rất tốt. Nguyễn miên man lắc đầu nói: "Tôi mang theo canh gà, anh muốn uống cùng chúng tôi không?"
Cô hầm canh gà, tất nhiên không phải canh gà bình thường. Trợ lý Tôn thập phần muốn gật đầu, nhưng dưới ánh mắt của ông chủ nhà mình, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu. Cảm ơn cô, tôi không cần. Tư Cảnh Lâm thực vừa lòng với câu trả lời này, nắm tay người bên cạnh. Chúng ta mau tới phòng nghỉ dùng cơm. Đúng rồi Tư. Trợ lý Tôn thấy bọn họ đi tới phòng nghỉ, như nhớ tới chuyện gì đang muốn nhắc nhở. Bọn họ đã mở cửa phòng nghỉ mất rồi. Sao cậu còn ở đây? Tứ Cảnh Lâm nhìn thấy người trên ghế sofa, biểu tình lộ ra chút ghét bỏ. Người trên sofa đứng dậy bước tới gần, lại là không để ý đến Tứ Cảnh Lâm, mà một bên đánh giá người bên cạnh, một bên lộ ra gương mặt cười cười. Xin chào người đẹp, tôi là Mộc Phong, là bạn tốt của tên Tứ Cảnh Lâm này. Người đàn ông mặc áo sơ mi hồng nhạt, thoạt nhìn có điểm cợt nhả phong lưu, làm người ta khó có thể hiểu. Thoạt nhìn nghiêm túc đạm mạc như Tứ Cảnh Lâm lại có người bạn như vậy. Thế nhưng Nguyễn Miên Man tin tưởng ánh mắt Tứ Cảnh Lâm, bởi vậy khách khí đáp lại. Chào anh, tôi là Nguyễn Miên Man. Nguyễn Miên Man, tên này có chút khó đọc nhỉ? Mộc Phong dứt lời, Tứ Cảnh Lâm liếc xéo hắn một cái. Cậu cũng thấy rồi đấy, đã đến lúc cậu phải đi rồi. Cảnh tổng, người ta khó có dịp về nước một chuyến, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy chứ? Mộc Phong dừng lại, xoay người một lần nữa ngồi xuống sofa, một bộ dáng ăn vạ không đi. Nguyễn Miên Man nhìn ra, tuy tính cách bất đồng nhưng quan hệ bọn họ hẳn là không tồi, vì thế nói. Em chuẩn bị cơm trưa tương đối nhiều, hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm? Được đó em gái xinh đẹp, đúng lúc anh cũng rất đang đói bụng nha. Mộc Phong một ngụm đáp ứng. Tứ Cảnh Lâm có chút không vui, nhưng bạn gái đã mở miệng, người nọ lại có da mặt dày, cuối cùng vẫn là cam chịu. Má nó, sao lại thơm như vậy? Khi Nguyễn Miên Man đem đồ ăn bay ra, Mộc Phong không khỏi phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Tứ Cảnh Lâm trực tiếp làm lơ hắn, trước cầm chén múc chén canh gà cho người bên cạnh. Canh gà tha cầu kỷ, táo đỏ đông trùng hạ thảo, thoạt nhìn rất bổ dưỡng, nhưng ngửi lên cơ hồ không có mùi thuốc trung y. Nguyễn Miên Man tiếp nhận canh gà nhẹ nhấp một ngụm, đối với mùi vị hàm tiền thoải mái, thành tân còn tính là vừa lòng. Chiếu cố cô xong, Tứ Cảnh Lâm mới múc cho mình một chén. Thưởng thức nước canh trong suốt trong chén, ngửi lên tiên hương bốn phía, anh mới cúi đầu uống lên. Canh gà một chút cũng không ngấy, uống lên hàm tiên ngon miệng, làm người ta uống một ngụm còn muốn uống thêm. Uống thật ngon. Canh gà vốn mỹ vị, hơn nữa là cô làm, uống vào trong miệng Tứ Cảnh Lâm cảm giác không khác gì quỳnh tương ngọc dịch. Vậy anh uống nhiều chút. Nghĩa miền man cười nói. Mộc Phong nhìn đến bộ dáng săn sóc ôn nhu của ông bạn đều có chút không quen. Thế nhưng so với kiểu lãnh tình lãnh tâm trước kia, trong mắt chỉ có công việc, Mộc Phong vẫn là vì sự thay đổi này của bạn cảm thấy cao hứng. Người cũng đã thấy hiện tại ngây ngốc ở đây làm cái đèn không thú vị. Mộc Phong có ý chuồn đi, nhưng ngửi được mùi thơm ngây ngất cả phòng lại có điểm luyến tiếc. Bạn bè mười mấy năm, ăn một ít cơm trưa bạn gái hắn làm cũng không quá đáng đi. Mộc Phong nghĩ như vậy, tay đã tự giác cầm lấy cái chén múc canh cho chính mình. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 161. Một ngụm canh vào miệng, hắn liền nhịn không được ngô một tiếng, chỉ cảm thấy trước nay chưa uống được canh gà tiên hương mỹ vị như vậy. Này cũng quá ngon đi. Một bên thổi một bên ưng ực uống, chưa tới vài phút hắn liền xử lý xong một chén canh. Vốn đang chuẩn bị khen hai câu, thấy bọn họ đã múc cơm bắt đầu ăn, hắn cũng nhanh nhẹn múc cho mình một chén. Một miếng cơm trắng, hắn nhịn không được nói. Đây là loại gạo gì, sao lại thơm như vậy? Nghĩa miền màn còn đang ăn bóng bóng cá Tứ Cảnh Lâm gấp cho, nghe vậy đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống nói. Mua ở siêu thị ạ. Gạo là gạo bình thường, chỉ có thể nói là kỹ xảo nấu cơm đặc thù mới có thể đem cơm nấu thơm như vậy. Ăn ngon thật. Mộc Phong nói xong, đổi hướng đũa gắp xương sườn cùng thịt thỏ. Xương sườn kho tàu tương thơm ngọt ngào và miệng mềm mềm thơm thơm thoát cốt, nhai lên tư vị rất tươi mới làm người khác thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi. Thịt thỏ trần bì mang theo mùi thơm đặc trưng của trần bì, nghe lên rất khai vị, khi ăn lại càng thêm mỹ vị động lòng người. Chỉ cần hai món này, Mộc Phong liền xử lý hơn phân nửa chén cơm, ăn ngon đến mức nhịn không được dùng cánh tay đẩy Tứ Cảnh Lâm nói. Chủ nghệ của cô ấy thật là tuyệt. Tuy rằng từ trong miệng trợ lý Tôn biết được cô ấy là chủ một tiệm cơm, nhưng Mộc Phong thật không nghĩ tới tay nghề cô sao có thể tốt đến loại trình độ này. Tứ Cảnh Lâm nghe vậy, so với mình nhận được khích lệ còn vui hơn. Đương nhiên rồi. Chờ nếm qua những món khác trên bàn, phát hiện ngay cả củ cải cùng rau trộn đậu phộng thoạt nhìn bình thường đều ăn ngon đến không tưởng. Mộc Phong trực tiếp sửa lời định ngọt nói. Chị dâu, cửa hàng chị ở đâu vậy? Trong khoảng thời gian tôi ở trong nước rất muốn thường xuyên tới quán chị dâu xin cơm. Tứ Cảnh Lâm ngó hắn một cái nhắc nhở nói.
cậu già hơn Đông Đông. Vậy tôi gọi là em dâu nhé. Em dâu, chịu không? Cậu gọi thử xem. Tư Cách Hiển Lâm nhàn nhạt nói. Nghĩa miên man nghe bọn họ nói chị dâu, em dâu, trên mặt sớm đã xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. Cậu là đang muốn đem tính mạng của mình ra đùa bỡn sao? Cậu cho rằng tôi không hiểu con người của cậu sao? Mộc Phong nói xong không nói nữa mà là tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Nghĩa miên man mang đồ ăn thật không tính là ít, kết quả ba người ăn xong đến canh cũng không dư lại. Ngay cả Như Ý cuốn vốn dĩ chuẩn bị cho Tư Cảnh Lâm ăn một bữa muộn cũng bị ăn đến sạch sẽ. Mộc Phong ăn uống no đủ, dựa vào trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, không định tiếp tục làm bóng đèn, lưu lại một câu hôm nào rảnh rỗi sẽ tới tiệm ăn cơm, xong liền chuẩn bị rời đi. Hắn thật sự muốn tới sao? Tư Cảnh Lâm cũng tiễn hai bước. Cậu được lắm, không tìm thì thôi, một khi đã tìm thế nhưng lại tìm được cô bạn gái tốt như vậy. Nửa đường, Mộc Phong vỗ bả vai anh, giọng điệu lộ ra hai phần hâm mộ. Giọng điệu Tư Cảnh Lâm mang theo chút cười. Cô ấy xác thật rất tốt. Thấy anh tự cao, Mộc Phong nói. Nhưng mà, nhìn cô ấy hình như vẫn còn nhỏ, cậu chính là trâu già gặm cỏ non. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, liếc mắt một cái, đồng thời đem cái tay trên vai hất ra. Mộc Phong thiếu chút nữa bị đẩy ngã, lảo đảo đứng vững lại, cười nói. Ha ha ha, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta còn trẻ lắm, một chút cũng không giống trâu già. Tư Cảnh Lâm không để ý đến hắn, đem người đưa đến cửa thang máy trực tiếp xoay người đi. Nghĩa miên man khó có khi tới đây một chuyến, Tư Cảnh Lâm lại quay lại phòng nghỉ, đưa cô đi dạo trong công ty. Nghĩa miên man xác định lúc này anh không bận mới đồng ý. Đang trong thời gian nghỉ trưa, nhân viên trong công ty trên cơ bản đều đi ăn cơm, bởi vậy đi dạo rất là thanh tĩnh. Ngẫu nhiên gặp được người, cùng bọn họ chào hỏi xong cũng đều nhanh chân rời đi. Dạo xong, Nghĩa miên man mới phát hiện công ty so với lúc cô nhìn từ bên ngoài còn lớn hơn. Quản lý một chỗ lớn như vậy có phải rất mệt không ạ? Không mệt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau đã lên lầu tiến vào văn phòng Tư Cảnh Lâm. Ngày thường anh luôn ở phòng bếp cùng cô, lúc này Nguyễn Miên Man ngồi trên sofa nhìn anh chuyên chú, càng nhìn càng lộ ra nét tuấn lãng, nhịn không được mỉm cười. Ở văn phòng một hồi, buổi chiều còn có việc nên Nguyễn Miên Man chào tạm biệt anh rồi ngồi lên xe anh có trợ lý Tôn đưa cô về tiệm. 6 giờ chiều, Tư Cảnh Lâm lại đến hỗ trợ, đoàn người lại lần nữa đi quảng trường tổ chức lễ hội. Bọn họ vừa đến, liền phát hiện quầy hàng đã bị không ít người vây quanh. Bà chủ nhỏ, cô rốt cuộc đã tới, tôi muốn mua một phần tôm hùm đất cùng một phần đậu phộng nấu nước muối. Bà chủ, hôm nay cô còn đi nướng BBQ không? Ngại quá, phiền toái mọi người nhường đường một chút cho chúng tôi đi vào. Triệu Linh thấy khách hàng đều đứng ở cửa, chỉ có thể nói. Khách hàng tránh ra, đoàn người mang theo đồ vật tiến vào trong quầy. Nhóm khách hàng lại lần nữa ồn ào lên. Tốt quá, phiền mọi người xếp hàng. Nghĩa miên man không nghĩ tới khách hàng tới sớm như vậy, mang theo chút bất đắc dĩ nói. Cũng may, hôm nay trợ lý Tôn cùng tài xế tới đây. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, khách hàng cuối cùng đã nề nếp hơn xếp hàng lại bên ngoài, thoạt nhìn không rối loạn như trước. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay Nghĩa miên man cố ý chuẩn bị không ít tôm hùm đất cùng đậu phộng nấu nước muối từ trước. Lúc này khách hàng xếp thành hàng, Chu Linh trực tiếp giúp bọn họ đóng gói là được. Còn Nguyễn Miên Man, cô chuẩn bị tốt chảo dầu, liền lấy ra đậu hũ bắt đầu cắt nhỏ chiên đậu hũ. Bởi vì quên không dặn trước, tiệm đậu hũ cứ theo lẽ thường đem đậu hũ đưa lại đây. Chiều hôm nay không buôn bán, số đậu hũ này chỉ có thể mang tới đây giải quyết. Wow, tiểu lão bản quá lợi hại, trực tiếp cắt đậu hũ ở trên tay. Chiên bằng chảo dầu to như vậy, cô ấy không sợ bỏng sao? Ôi đỉnh quá! À, quan trọng hơn là chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ có đậu hũ chiên ăn sao? Đúng rồi, bà chủ nhỏ, tôi muốn thêm một phần đậu hũ chiên. Đậu hũ thả vào chảo dầu, tản mát ra mùi hương mê người, không nồng đậm nhưng từng đợt bay ra, làm người ta ngửi được đều có chút thèm. Mau, đi xếp hàng mua chút tôm hùm đất, thuận tiện mang luôn một phần đậu hũ chiên về. Chủ tiệm trà sữa cách vách cũng là phụ nữ. Ngày hôm qua bị món ăn tiệm cơm chiên Hạnh Phúc hấp dẫn, vốn dĩ chuẩn bị trễ một chút đi mua. Ai ngờ nhà bọn họ sinh ý tốt như vậy, khoảng 10 giờ đã dọn quán. Nhân viên tiệm trà sữa gật đầu, chạy nhanh đi xếp hàng. Không riêng gì tiệm trà sữa, mấy nhà cửa hàng phụ cận ngày hôm qua kỳ thật đều đã có chút động tâm. Thế nhưng đại bộ phận cửa hàng vẫn tương đối rụt rè, không muốn người khác nhìn thấy bọn họ đi mua thức ăn của quầy khác, cho nên đều chịu đựng. Đậu hũ chiên mới ra nồi quả nhiên càng thêm mỹ vị. Người khách đầu tiên nhận được đậu hũ chiên, cắn miếng đậu ngoài giòn trong mềm, hương cay ngon miệng, nhịn không được cảm thán. Chỉ cần nhìn đậu hũ ở trong chảo dầu biến thành màu vàng ruộm, tôi đã thèm rồi, xối lên nước sốt màu đỏ nhìn càng thêm mê người. Khách hàng thứ hai nhận được đậu hũ chiên nói xong, gấp không chờ nổi ăn ngay.
nhìn thấy người phía trước ăn đến ngon lành như vậy, người còn đang xếp hàng không ngừng nuốt nước miếng. Một số người cầm khoai tây chiên, hồ lô đường trong tay, nháy mắt cảm thấy thức ăn trong tay một chút cũng không thơm. 7 giờ, lễ hội ẩm thực chính thức bắt đầu. Phía ngoài quầy hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đã là biển người tấp nập. Sao nhiều người như vậy? Hay là đổi quầy hàng khác ăn đi? Một ông lão đi theo con trai, con gái đi vào phụ cận, không khỏi nói. Chính là ăn ngon nên nhiều người. Ông nội đừng lo lắng, cháu tìm vị trí chỗ ông ngồi, lại đi xếp hàng. Thanh niên nói xong nhìn xung quanh, nhưng mà lúc này xung quanh đã sớm ngồi đầy người. Ông ơi, cháu ăn xong rồi, ông đến chỗ cháu ngồi đi. Một cô gái trẻ tuổi nhìn thấy ông lão bên cạnh tóc đã trắng hết, mở miệng nói. Chịu ảnh hưởng các bài viết lão nhân đồi bại, các loại trên mạng, ngày thường cô sẽ không quản chuyện này. Nhưng hôm nay, đại khái là ăn được món ngon, tâm tình sung sướng, nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt đẹp, cho nên mới nói vậy. Đứa nhỏ tốt, cảm ơn cháu. Ông lão bởi vì thấy nhiều người mà khẽ nhíu mày, nghe được lời nói của cô gái, nháy mắt lộ ra một nụ cười hiền từ. Không cần khách khí ạ. Nhìn thấy nụ cười của ông, cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên nhớ tới ông của mình. Một bên đứng dậy nhường chỗ, một bên nói. Đậu hũ chiên nhà này đặc biệt ăn ngon ạ. Ông có thể bảo bà chủ cho ít gia vị một chút để nếm thử xem. Được được, đợi lát nữa ông bảo cháu trai đi mua. Ông lão ngồi xuống nhìn theo cô rời đi, nói với con. Thật là đứa nhỏ tốt. Khen xong, ông quay đầu nói với cháu trai. Nhớ rõ mua cho ông một phần đậu hũ chiên. Dạ được. Thành niên đồng ý xong, vài bước đi qua xếp hàng, không bao lâu bưng một khay thức ăn tràn đầy trở về. Khi trở về, những người ngồi cùng bàn đều đi rồi, cho nên cũng có thể lấy được chỗ ngồi. Ông nội, ông nếm thử cơm chiên tóc mỡ này đi. Thành niên buông khay, trước đem hộp cơm chiên đặt đến trước mặt ông nội. Tối hôm qua cháu trai trở về, vẫn luôn nói được ăn cơm chiên tóc mỡ của một nhà đặc biệt ngon, nói ông khẳng định sẽ thích. Ông đã lớn tuổi, ăn uống càng ngày càng kém. Khi còn trẻ thích ăn tóc mỡ, hiện tại kỳ thật đã không thể nào ăn đến. Chỉ là không muốn cô phụ một mảnh tâm ý của cháu trai mới đi một chuyến này. Nhưng mà, nhìn thấy đĩa cơm chiên tóc mỡ trước mặt màu sắc mê người, ngửi lên cũng rất thơm. Ông bỗng nhiên như tìm được thứ đã từng yêu thích. Ông duỗi tay cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng tóc mỡ đưa vào trong miệng. Hàm tiên hương giòn, ông không tự chủ được nhèo mắt lại. Ăn ngon thật, hương vị của hoài niệm. Lại ăn một miếng, ông lão một bên khen, một bên cười rộ lên, trong mắt lộ ra vài phần cảm xúc khó tả. Thật lâu không thấy ông cười thoải mái đến như vậy. Người bố tự tán hưởng nhìn con trai mình một cái, sau đó nói. Nếu bố thích như vậy, ngày mai chúng ta lại qua đây ăn. Được. Ông lão hưởng thụ cơm chiên trước mặt, cũng thực hưởng thụ sự hiếu thuận của con cháu. Ngay cả hoàn cảnh vốn dĩ cảm thấy âm ỉ, lúc này dừng bên tai ông cũng biến thành náo nhiệt. Mua đậu hũ chiên không? Ông lão lại ăn mấy miếng cơm chiên ngào ngạt rồi nhớ tới hỏi. Thành niên đem đậu hũ chiên đặt ở giữa bàn. Mua là mua, thế nhưng cháu thấy món này hình như có chút cay, ông có thể ăn không? Khối đậu hũ vàng ruộm dưới nước sốt màu đỏ tản ra hương vị cay thơm, thoạt nhìn thơm cực kỳ. Khinh người phải không? Ông cháu lúc trẻ cũng rất thích ăn cay nha. Mùa đông ở nông thôn rất lạnh, phải nhai ớt để ấm người, vị cay của món này vẫn tính là bình thường. Ông lão nói xong, gắp một khối đậu hũ chiên lên. Đối với người đã lâu không ăn cay mà nói, đậu hũ chiên vẫn là có chút cay. Nhưng trừ cái này ra, hương vị của nó rất thơm. Hương cay không những không thể che mùi thơm đặc trưng của đậu hũ, ngược lại cùng đậu hũ hỗ trợ lẫn nhau, mang đến tư vị càng ngon hơn. Ông lão múc một miếng cơm chiên để áp xuống vị cay trong miệng rồi nói. Đậu hũ chiên này xác thật ăn ngon. Đậu cũng chiên vừa phải, không quá già cũng không quá non. Cái nước sốt này cũng trộn vừa phải, không tồi, thật không sai. Nghe vậy, ba người khác trên bàn cũng sôi nổi gắp đậu hũ lên ăn. Ngay sau đó tán đồng gật đầu. Ông anh, ông cũng tới đây ăn cơm hả? Nhà này bán đậu phộng nấu nước muối không tồi, muốn nếm thử hay không? Ông lão ăn đậu hũ chiên, cơm chiên tóc mỡ. Một ông lão khác bàn bên cạnh bừng đĩa hô. Đúng vậy, cháu trai tôi mang tôi tới. Nó nói cơm chiên tóc mỡ nhà này ăn ngon, khẳng định tôi sẽ thích. Đừng nói tóc mỡ này thật là có hương vị của chúng ta khi đó. Ông nói xong, ý tứ bốc lên mấy viên đậu phộng. Phải không? Tôi đây đợi lát nữa bảo cháu gái mua một phần nếm thử. Đậu hũ chiên nhà bọn họ cũng không tồi, chính là có chút cay. Ông muốn nếm thử hay không? Cháu gái mua đậu hũ chiên xác thật ngon. Ừ, đậu phộng nấu nước muối này ăn rất ngon, làm tôi hồi tưởng lại quá khứ của chúng ta. Đậu phộng được mùa, buổi tối mùa hè ngồi ở cửa, một bên ăn đậu phộng nấu nước muối, một bên hóng gió. Đúng vậy, thế nhưng khi đó, ngày tháng hưởng thụ như vậy rất ít, không giống hiện tại, muốn ăn là có thể ăn.
Chương 162. Trong lều, Chu Linh chú ý tới quầy hàng nhà mình, thế nhưng ngồi không ít người già, thuận miệng cùng Nguyễn Miên Man nói một tiếng. Nguyễn Miên Man hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thấy là phần người già tới tiệm cơm của cô đều tóc bạc trắng, ngồi ở bên ngoài tuy ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, nhưng trên đầu lại có chút lấm tấm mồ hôi, không đành lòng nói. Tủ đông hình như còn có chút chè đậu xanh, chị lấy ra mời mọi người đi ạ. Chu Linh gật đầu, rất nhanh bưng ấm chè đậu xanh cùng ly dùng một lần đi ra ngoài. Người già ngồi ngoài cửa đúng là không ít, có rất nhiều người là người nhà dẫn tới nếm thử món ngon của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Có rất nhiều người đi ngang qua, nhìn thấy nơi này có bạn cùng lứa đang nói chuyện, vì thế đi vào góp náo nhiệt. Chu Linh tiến lại gần mời mọi người uống chè đậu xanh. Đầu tiên mọi người có chút kinh ngạc, chờ biết được là chủ quán đưa tặng, rồi nổi cười nói cảm ơn. Chờ cô rời đi, mọi người không thiếu được khen ngợi vài câu, ngay sau đó bưng lên chè đậu xanh uống. Chè đậu xanh này thật sự chân thực, hương vị cũng ngon. Xác thật uống ngon, so với nhà mình nấu còn ngon hơn rất nhiều. Chè đậu xanh ngọt thanh ngon miệng, các ông lão uống vào liên tục gật đầu. Ông nội, cho cháu nếm một ngụm. Ngửi mùi chè đậu xanh thanh hương, một thanh niên nhịn không được tiến đến bên người ông mình. Cháu sao lại thèm như vậy? Lời nói là nói như vậy, ông lão vẫn là cầm chén đưa cho cháu. Thanh niên cũng không uống nhiều, nếm hai ngụm, phát hiện từ vị này xác thật mỹ vị ngon miệng, sau liền đưa lại cho ông. Ngon đúng không? Ông lão nhận lại cái chén. Cảm giác chè đậu xanh này có thể so sánh với chè bà cháu nấu. Thanh niên uống qua chè đậu xanh bà nội nhà mình nấu, thẳng thắn nói hương vị tự nhiên là kém hơn chén chè này. Nhưng chè đậu xanh bà nấu ở trong lòng ông nội có ý nghĩa bất đồng. Ông có thể nói ra lời nói như vậy đã là lời khen cao nhất với chén chè đậu xanh này. Bên cạnh một bàn khách hàng đều là người trẻ tuổi, nhìn thấy Chu Linh bưng chè đậu xanh tới, vốn dĩ muốn nhấc tay tỏ vẻ chính mình cũng muốn, chờ phát hiện là chuẩn bị riêng cho những người già ở đây mới không hé răng. Nhưng thấy các cụ già uống xong đều khen không dứt miệng, cũng thèm ăn. Chè đậu xanh cũng chỉ là một món ăn bình thường, tuy xung quanh đây có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng nhìn đến chè đậu xanh mát lạnh, thoải mái, thanh tân như vậy, khẳng định mọi người ai ai cũng muốn một chén. Sớm biết rằng người nhà tới tiệm có nhiều đãi ngộ như vậy, tôi cũng mang bà tới đến. Tôi vốn dĩ định đưa bà tới tới, nhưng bà nói sợ ồn, không muốn tới. Nhưng tôi xem nơi này các cụ già ăn uống tâm sự cũng rất vui vẻ. Tôi ngày mai vẫn là nên hỏi lại bà lần nữa. Nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta hẹn đưa họ đến đây dùng cơm. Như vậy các bà vừa có người tâm sự bầu bạn, vừa được thưởng thức không khí lễ hội, sẽ rất cao hứng cho xem. Được. Hai người nói xong, một khách hàng khác ngồi cùng bà nói. Không phải chứ, vì một chén chè đậu xanh, các cô làm đến mức này sao? Cũng không phải, chủ yếu là nhìn đến những ông bà nhà người khác cùng người nhà tới đến vui vẻ như vậy. Nghĩ đến bà tôi lúc này ở nhà một mình, bỗng nhiên có điểm hụt hẫng. Đúng vậy, tôi không ăn cơm trực tiếp ra cửa. Phỏng chừng bà nội ở nhà một mình, buổi tối chính là tùy tiện lấy chút cơm thừa canh cặn của bữa trước ăn xong. Hiện tại hẳn là một mình ngồi xem tivi chờ tôi về. Nghe cô nói vậy, tôi cũng thấy bản thân mình quá vô tâm rồi. Ngày mai tôi cũng mang ông tôi tới, chúng ta cùng dùng bữa với họ. Bên cạnh, các cụ già nêm chè đậu xanh uống xong, uống đến đậu xanh dưới đáy cũng không buông tha. Kết quả phát hiện, đậu xanh này mềm dẻo thơm thơm, ăn lên phá lệ ngọt, làm người ta tới một hạt đậu xanh cũng không muốn lãng phí. Trong lều, Nghĩa Miên Man xa xa nhìn thấy những cụ già đó ăn uống đến vui vẻ, trong lòng cũng có chút cao hứng. Cô đối với người già từ trước đến nay sẽ nhiều hơn vài phần quan tâm cùng bao dung, không riêng xuất phát từ tôn lão ái ấu, cũng bởi vì kiếp trước ông bà trong nhà còn sống đối với cô thập phần quan tâm. Nếu không phải bọn họ ra đi sớm, có thể nói kiếp trước của cô chưa chắc đã gặp quá những chuyện như vậy. Mà kiếp này, cô vừa tới đây liền gặp được rất nhiều người già đáng yêu, thân thiện, luôn quan tâm, yêu thương, giúp đỡ và bao dung, yêu quý cô. Thu hồi tầm mắt, Nguyễn Miên Man nhìn về phía người bên cạnh. Anh có thấy chán không? Hay anh ra ngoài xem chút náo nhiệt ngày lễ hội đi ạ? Không chán. Tứ Cảnh Lâm khẽ lắc đầu, thấy cái chán cô có điểm mồ hôi, xoay người đem khăn ướt thay cô lau mặt một phen. Không cần son phấn, sau khi lau mặt bị nhiệt độ chảo dầu lan tỏa, làm gương mặt vốn trắng nõn của cô thoạt nhìn trong trắng lộ hồng. Tứ Cảnh Lâm lau xong, ngứa tay mà nhéo nhẹ hai cái, hưởng thụ cảm xúc tinh tế mềm hoạt kia. Đừng nháo! Nghĩa Miên Man né tránh tay anh. Anh có muốn ăn đậu hũ chiên không ạ? Tứ Cảnh Lâm thấy còn dư lại hai khối đậu hũ cuối cùng, nghĩ cô làm xong liền không cần đứng cạnh chảo dầu nữa, gật đầu nói. Đồng đồng của anh vất vả rồi. Này có cái gì vất vả? Nguyễn Miên Man cười liếc anh một cái, tì tay cầm lấy một khối đậu hũ đặt ở trên tay, cắt thành vài miếng nhỏ trực tiếp cho vào chảo dầu.
Đậu hũ trắng tinh lăn vào chảo dầu dần biến thành màu vàng. Chờ cô cầm lấy khối đậu hũ cuối cùng, động tác tạm dừng một chút, tốc độ ráo không chậm, thoạt nhìn phức tạp hơn nhiều. Đơn thuần xem cô chiên đậu hũ cũng rất có ý tứ. Ngoài cửa có rất nhiều khách mua được thức ăn, không tìm được chỗ ngồi dứt khoát đứng ở bên cạnh vừa ăn vừa xem. Gì? Bà chủ đang làm cái gì vậy? Sao khối đậu hũ này cắt lâu như vậy còn chưa thả vào nồi? Chẳng lẽ khối đậu hũ này quá cứng, cắt không được? Làm ơn đi, đó là đậu hũ, không phải thạch cao. Khi khách hàng tò mò nghị luận, Nguyễn Miên Man rốt cuộc đem khối đậu hũ trên tay thả vào chảo dầu. Đậu hũ hạ nồi, nhóm khách hàng duỗi dài cổ, nhưng cũng chỉ có Tư Cảnh Lâm đứng ở bên người cô có thể nhìn thấy biến hóa trong chảo dầu. Nhìn thấy đậu hũ rơi vào chảo dầu, nháy mắt tầng tầng lớp lớp tản ra, tạo thành một đóa hoa. Lòng Tứ Cảnh Lâm như là bị lông chim cao vào, có chút ngứa. Thực nhanh, đậu hũ được Nguyễn Miên Man vớt lên để vào trong đĩa. Đậu hũ mới ra nồi tản ra mùi hương đặc trưng của đậu và dầu chiên. Thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, giống từng thỏi vàng. Một lát sau, cô đem đóa đậu hũ vớt lên, đặt ở trên cùng. Đóa hoa đậu hũ vừa ra nồi chợt vừa thấy, quả thực cực kỳ giống một đóa kim hoa. Oa! Nhóm khách hàng bây giờ rốt cuộc thấy rõ, cũng hiểu vừa rồi cô dùng đậu hũ khắc hoa. Một đám nhịn không được phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Bá chủ nhỏ quá lợi hại. Là khắc bằng đậu hũ, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Trời ạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin. Kinh ngạc cảm thán đâu chỉ là mấy người xem này, còn có một đám cư dân mạng. Má ơi, thiếu chút nữa cho rằng không phải tôi đang xem phát sóng trực tiếp, mà là đang xem mấy chương trình kiểu thực thần tranh bá trên tivi. Mẹ hỏi tôi vì sao vừa quỳ vừa xem phát sóng trực tiếp. Quá trâu bò. Dùng đậu hũ khắc hoa thì thôi, thế nhưng còn có thể dùng dầu chiên ra mà không bị nát. Có ai là đầu bếp tới phổ cập kiến thức chút, chiên thứ ấy có khó không? Tôi là người yêu thích nấu ăn thôi, nếu chỉ dùng đậu hũ khắc hoa hoặc là đậu hũ chiên thì có thể luyện được. Nhưng nếu để làm ra một đá kim hoa hoàn mỹ như vậy, khẳng định không dễ dàng. Quả nhiên là cao thủ ở dân gian à. Đây đều là phòng phát sóng trực tiếp của Stream Phi Thiên. Bởi vì hắn nói hôm nay muốn đi dạo lễ hội ẩm thực, cho nên không phát sóng trực tiếp. Mấy fan muốn cùng hắn xem náo nhiệt, cho nên đề xuất hắn phát sóng trực tiếp lễ hội ẩm thực. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến một màn trâu bò. Chủ quán này có phải quá đỉnh hay không? Phi Thiên hồi phục tinh thần lại ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi một tiếng, nhận được một đống tin nhắn spam 666, cùng rất nhiều người xem tặng thưởng cho hắn, cười nói: "Cảm ơn, vừa lúc lấy tiền này đi mua đậu hũ ăn đi." Dứt lời, làm lơ người xem trong nháy mắt phát ra tiếng kêu gào, hắn từ bên cạnh đi đến chính diện xếp hàng. Khách hàng có ý tưởng giống hắn cũng không ít, phản ứng lại đều hét lên: "Bá chủ nhỏ, tôi cũng muốn mua đó hoa kia." "Còn có tôi, còn có tôi muốn mua hai đóa." Trong tiếng la hét của nhóm khách hàng, Nguyễn Miên Man cầm lấy cái muỗng trong thùng nước sốt, múc ra một muỗng nước sốt màu đỏ xối lên đậu hũ. Đĩa đậu hũ vốn vàng ruộm nháy mắt nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn. Nguyễn Miên Man đem chén đưa cho người phía sau đang mỉm cười nhìn mình, lúc này mới quay đầu nhìn người phía những vị khách có điểm kích động. "Xin lỗi, đậu hũ đã không còn." "A." À, khách hàng nghe vậy, hướng vào liều nhìn, phát hiện bàn đặt đậu hũ xác thật không còn, rất là thất vọng. "Tôi đi mua một chút đậu hũ lại đây, bà chủ nhỏ giúp tôi khắc được không?" Có người linh cơ vừa động. Nguyễn Miên Man nghe vậy có chút khó xử, thế nhưng vẫn nói: "Ngày mai vẫn còn, chờ ngày mai lại ăn có được hay không?" Người nọ kỳ thật cũng chỉ nói như vậy, thật sự đi mua trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu mua, bởi vậy gật đầu nói: "Được, ngày mai tôi tới sớm một chút vậy." "Bà chủ, chỗ này tôi có khoai tây, có thể làm cho tôi ít khoai tây chiên không? Không cần khắc hoa." Nữ khách hàng xếp hàng đằng trước, không biết có phải ngửi nước sốt đậu hũ chiên quá thơm hay không, bỗng nhiên móc ra một củ khoai tây. Nghĩ miền màn nhìn động tác của cô gái, nhất thời có chút dở khóc dở cười. "Cô lấy khoai tây từ đâu ra vậy?" Vị nữ khách hàng ngượng ngùng cười một chút. "Vốn là mua đồ ăn chuẩn bị về nhà nấu cơm, kết quả lễ hội bên này mùi hương quá mê người, liền chạy tới." Cô nói xong, thuận tiện giơ túi trong tay lên. Bên trong trừ bỏ khoai tây còn có trứng gà, hành tây. Dầu chiên đậu hũ cô sẽ không sử dụng lại, đổ đi cũng là lãng phí, cho nên không ngại giúp cô gái này chiên khoai tây. Nhờ Chu Linh rửa sạch sẽ, gọt vỏ khoai tây, Nguyễn Miên Man tiếp nhận khoai tây, đưa dao như bay, từng mảnh sợi khoai tây trực tiếp lăn vào trong bún nước. Sở dĩ muốn để qua thêm một lần nước là nữ khách hàng nói thích ăn khoai tây giòn một chút, cho nên mới đem khoai tây ướt trộn với bột, khoai tây càng giòn hơn. Để ráo, Nguyễn Miên Man bắt đầu chiên khoai tây. Mấy món chiên mấu chốt chính là nhiệt độ dầu cùng độ lửa.
Về phương diện này, rất nhiều cửa hàng chuyên bán đồ chiên đều kém hơn Nguyễn Miên Man. Chờ cô đem miếng khoai tây từ chảo dầu vớt ra, mùi hương khoai tây càng thơm chết người. Đặc biệt là xối thêm một tầng nước sốt bí chế. Cảm ơn bà chủ. Nữ khách hàng nói lời cảm ơn, vốn dĩ chuẩn bị trả tiền, thấy Nguyễn Miên Man không cần, dứt khoát đem đồ ăn mình vừa mua lưu lại, tỏ vẻ dù sao đêm nay cũng không nấu ăn, phòng thuê không có tủ lạnh, sợ lãng phí. Một chút đồ ăn cũng không đáng bao nhiêu tiền, thấy cô kiên trì, Nguyễn Miên Man mặc nữ khách hàng để lại. Nữ khách hàng thấy vậy, lúc này mới an tâm bắt đầu ăn khoai tây chiên. Chỉ một ngụm, tức khắc liền muốn bay cả người lên. Ăn quá ngon, so với trong tiệm chuyên bán đồ chiên còn ngon hơn. Nhìn là nhìn đến cô một ngụm liền nhét vài miếng khoai tây trong miệng, ăn ngấu nghiến, nhóm khách hàng liền biết chén khoai tây trong tay cô khẳng định ăn ngon. Muốn ăn khoai tây chiên? Tôi cũng muốn, thật nhìn ăn rất ngon. Nếu giáo phi thiên không ăn phận mà ở nhà chơi trò chơi, tự dưng chạy tới lễ hội ẩm thực, thèm chết tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Nguồn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.